dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip đánh dấu cảnh nam bác tài làm thơ cho hành khách. Cô gái ngồi ghế sau là người đăng đoạn clip này lên mạng buôn bán hội kèm chú thích. Bác tài vui tính nhất từng gặp. Bước vào xe, ấn tượng ngay với góc nhỏ tuổi sinh sau ghế phụ có kẹo, giấy lau, hộp rác. Cho khách, bác úy có cả bài thơ mời khách dùng kẹo và dứt rác vào hộp mà mình không kịp quay. Mình khen bác xuất khẩu thành thơ, văn phong xuất sắc hợp làm thì bác đáp nguyên bài thơ này đây. Tiếp sau đó là cuộc trò chuyện vui vẻ với loạt bài thơ lôi cuốn trong suốt cuộc hành trình. Tài xế rỉ tai bằng thơ khiến cô gái phải lôi lát tốt ra quay ngay vì quá ấn tượng. Dân mạng cũng tỏ ra thích thú khi xem clip. Nhiều người thậm chí còn cho rằng chuyến xe đắt nhất ở chỗ có bác tài duyên dáng. Tài xế vừa chú ý vừa có duyên nữa. Tay múa nhưng cũng phải xem xét bắt vô lăng cho chắc nhé. Chúc bác thượng lộ bình an. Tài khoản Đức Trịnh bình luận. Hiếm có chuyến xe nào được đáp ứng trọn vẹn từ vật chất đến tinh thần thế này. Một người khác bày tỏ. Điều khác lạ là phía dưới clip, nhiều tài khoản cũng cho biết họ từng đi chuyến xe của bác.